Vâng, bé nhỏ, thân chào các bạn. Rất vui khi các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình làm cái video chia sẻ cái cách bảo trì cho một cái dòng bếp điện. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách bảo trì cho cái con bếp của mình làm như thế nào để được sử dụng một cách bền bỉ nhất các bạn nhé. Thì ở đây là một cái con bếp điện từ. Thì sau thời gian sử dụng lâu ngày thì các bạn thấy khi mình lật cái bếp lên á, thì ở phía dưới đáy bếp ngay cái vị trí cái quạt tản nhiệt cho cái bò nó khá là dơ các bạn. Thì đây là một trong những nguyên nhân khiến cho các cái dòng bếp điện của các bạn bị hỏng hóc, bị chập nổ và cái tiếng quạt nó rất là lớn trong quá trình sử dụng các bạn nhé. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cái cách tháo ráp một cái con bếp. Thì ở đây đây là một cái trường hợp bếp đơn thì nó đơn giản hơn so với bếp đôi các bạn nhé. Thì bếp đơn là các bạn chỉ cần tháo 6 cái con vít ở đằng sau lưng của bếp là được rồi. Sau đó thì các bạn sẽ mở được cái phần bên trong của bếp các bạn nha. Thì ở đây mình lưu ý sau khi các bạn tháo cả 6 cái con ốc phía sau lưng của bếp, các bạn lật cái bếp lại, lật ngửa cái bếp lại cho nó nằm ngay vị trí như bình thường các bạn sử dụng á, để các bạn lấy cái mặt bếp lên. Thì lúc các bạn lấy cái mặt bếp lên thì nó còn một cái bàn phím nó dính ngay cái mặt bếp, nên các bạn dỡ lên nhẹ nhàng. Sau đó các bạn rút cái socket kết nối giữa cái bàn phím điều khiển bếp và cái bo công suất của bếp các bạn nhé. Thì các bạn thấy không? Sau khi mình mở 6 con ốc sau lưng và mình dỡ lên thì các bạn thấy bên trong con bếp điện từ sau thời gian sử dụng thì nó khá là dơ, nó dơ kinh khủng luôn, nhất là cái bộ phận quạt tản nhiệt. Thì bộ phận quạt tản nhiệt nó rất là quan trọng các bạn nhé, nó ảnh hưởng đến cái độ bền, cái tuổi thọ của bếp các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo cái phần mâm từ của bếp nha các bạn. Thì lúc các bạn tháo cái mâm từ lên thì các bạn để ý cái socket của cái con cảm biến mâm từ. Thì và các bạn tháo hai cái dây nguồn cấp cho cái mâm từ các bạn nhé. Thì các bạn thấy đây là cái bo công suất của cái con bếp điện từ, nhìn nó khá là gọn và đơn giản các bạn. Thì ở đây là mình nói các bạn biết luôn, thì thường đa phần là nó hay bị hư hai cái con IC công suất của bếp các bạn nha. Thì ở đây là cái phần bo mình sẽ để riêng ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần quạt tản nhiệt cho cái bo công suất của bếp. Thì các bạn thấy cái bếp mà sau một cái thời gian sử dụng lâu ngày á, thì cái quạt tản nhiệt cho cái dàn bo nó hút các cái dầu mỡ, nó bám vào bên trong rất là chặt và rất là khó vệ sinh, nên bắt buộc mình phải tháo ra từng bộ phận mới vệ sinh được các bạn nha. Thì ở đây là cái bo bàn phím hiển thị của con bếp. Thì ở đây mình cũng lưu ý các bạn là đối với những cái dòng bếp điện thì sử dụng một thời gian thì các cái vị trí con ốc
nó rất là dễ bị gãy, bị do là nó bị gia nhiệt trong quá trình sử dụng các bạn. Thì bây giờ sau khi tháo cái bộ phận phần bo mạch ở bên trong rồi thì mình sẽ mang cái mặt nạ, cái thân bếp, cái phần cứng bên ngoài mình đi vệ sinh cho thật là sạch. Thì ở đây các bạn dùng cái cước chà nồi hoặc là cái đồ rửa chén cũng được các bạn nha, và cho thật nhiều xà bông vào thì các bạn chà nó mới sạch được, bởi vì những cái vết bẩn dầu mỡ trên bếp thì các bạn cực kỳ khó vệ sinh nha các bạn. Nó bám rất là chắc và những cái vết bẩn rất là cứng và rất là gọi là rất là lì, các bạn chà mãi nó mới ra được các bạn nha. Nên các bạn chịu khó vệ sinh kỹ cái phần cái bộ phận quạt tản nhiệt cho cái bo công suất của bếp. Thì nếu như các bạn sử dụng bếp tầm khoảng 2 năm 2 đến 3 năm vệ sinh một lần thì các bạn sẽ sử dụng rất là bền bỉ và rất là ít cái trường hợp bị nổ bo hoặc là bị hư bếp, bị hư giặt vì một cái số ban bệnh cơ bản các bạn nha. Thì về mặt phần cơ bản á, thì những cái bếp dòng bếp điện nó hư là do nguyên nhân chính là do bị dơ, do quá dơ thì nó mới khiến cho cái bo của các bạn bị hư thôi. Thì bây giờ mình đã vệ sinh xong cái bếp rồi, mình sẽ tiến hành mình lắp ráp lại. Thì cái nào thì trong cái nguyên tắc mà tháo ráp bất cứ một cái vật dụng gì thì mình lưu ý các bạn, cái gì tháo ra sau cùng thì nó sẽ được lắp ráp vào đầu tiên các bạn nha. Cái này là cái quy luật. Và tiếp theo thì mình sẽ ráp cái bo mạch công suất vào. Thì ở đây là trong cái bo mạch công suất thì nó có một cái con MOSFET và một cái con IC công suất. Thì ở đây là hai cái con linh kiện tản nhiệt rất là lớn trong cái mạch công suất của bếp điện từ hay là bếp hồng ngoại. Thì ở đây là nó có hai cái con linh kiện này nó tản nhiệt rất là lớn. Và ở đây thì đối với những cái dòng bếp điện thì quạt nó đóng vai trò khá là quan trọng các bạn nha. Nó giúp tăng tuổi thọ và giảm giải nhiệt cho cái bo mạch công suất. Nếu như mà cái quạt này mà bị hư á thì cái con IC công suất và cái con MOSFET này nó nóng quá nó sẽ không có giải nhiệt, lúc này nó sẽ báo lỗi và hiển thị trên màn hình luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ráp cái mâm từ. Thì ở đây là bếp điện từ nên các bạn lúc các bạn tháo ra thì các bạn thấy một cái mâm từ được quấn rất là nhiều vòng dây lõi dây đồng các bạn nhé. Và ở đằng phía sau, đằng sau lưng của cái mâm từ thì nó sẽ được gán với 6 cái thanh kim loại để phát sinh, để tác dụng từ trong quá trình hoạt động của bếp các bạn nhé. Và các bạn thấy là cái phần chấm trắng nằm chính giữa cái mâm từ của bếp thì đó là cái con cảm biến nhiệt của mâm từ của cái mâm từ của bếp các bạn nha. Khi nhiệt độ của bếp mà vượt quá cái so với giá trị cài đặt thì cái con cảm biến nhiệt nó sẽ báo về cho cái bo
công suất, và lúc này bao công suất sẽ nó sẽ tự động nó điều chỉnh, nó ngắt để giảm bớt cái nhiệt, hoặc là nó hoạt động mạnh hơn để bù cái nhiệt cho nó phù hợp so với cái giá trị cài đặt. Thì bây giờ mình đã lắp ráp về cái phần bo mạch công suất rồi, thì còn bây giờ chỉ còn là một cái bo khiển thôi. Thì ở đây là cái con bếp này nó thuộc dạng là đồ cổ các bạn nhé, nên là nó vẫn còn sử dụng bàn phím nhấn chứ không phải là bằng cảm ứng so với những cái bếp đời mới đời sau này. Thì thường cái bo khiển bằng bàn phím này á, thì cái nhược điểm của nó là mình bấm khá là mỏi tay và nó dễ bị liệt hai cái nút là tăng và giảm cái nhiệt độ của bếp các bạn nhé. Thì đối với cái dòng bếp điện từ này á, thì nó cái ưu điểm của nó là khi các bạn nhấc cái nồi khỏi cái bếp thì lúc này cái bếp điện từ nó sẽ tự động nó ngắt và nó báo lỗi các bạn nha, chứ không như cái bếp hồng ngoại. Cái bếp hồng ngoại thì dù các bạn khi một khi đã mở bếp lên thì dù có cất cái nồi đi hoặc như thế nào thì nó vẫn hoạt động bình thường cho tới khi các bạn điều khiển tắt bếp. Thì bây giờ mình đã lắp ráp xong cái phần bo khiển rồi, chỉ cần gắn cái socket kết nối của cái bo khiển vào cái bo mạch công suất là xong. Thì video của mình đến đây xin kết thúc các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Và nếu thấy video của mình hay thì nhớ cho mình xin một đăng ký, một like để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Thì sau khi vệ sinh xong thì mình check lại cho các bạn xem.